Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của S-Make Audio. Và ngày hôm nay thì S-Make tiếp tục nổ máy một cấu hình karaoke chưa đến 20 triệu cho anh Thành. Anh có địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh. Anh đang kinh doanh nhà hàng chuyên những món về đồ nướng. Và sau khi cái thời gian bọn em vận chuyển thì bọn em sẽ đến lắp cho anh với cấu hình đó là một cặp loa BMB CS880C, loa đẹp zin nguyên bản trên 90%. Và dòng loa này em đã thay gân cho anh luôn rồi. Và anh yên tâm sử dụng anh ạ. Còn các cái dòng loa BMB thì 90% là phải thay gân hết. Bởi vì khí hậu Việt Nam nóng bẩm, nên cái gân của dòng BMB ấy, thì nó là gân mút, nên là nó rất dễ bị mục. Nên là bên em đã thay xong cho anh rồi trước khi lắp đặt cho anh. Và cấu hình này thì sẽ kết hợp với một cặp loa BMB kết hợp với một chiếc đẩy liền vang Teleotic 23S, một dòng sản phẩm mới của thương hiệu Teleotic. Cái sản phẩm này nó đầy đủ các tính năng Echo, Reverb, Bluetooth và cổng quang. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó có cả X-Center là lưng tướng mic. Và cái phần trùng rung rít thì họ có tích hợp luôn cả cái nút công tắc, chúng ta có thể là bấm ra bấm vào khi chúng ta có thể lựa chọn cái phong cách chống hú hay không chống hú. Và tiếp theo đó là một bộ micro không dây của hãng Teleotic, đó là M28 Luxury, một dòng sản phẩm hỗ trợ lời rất tốt. Và cái dòng sản phẩm này ấy, thì chúng ta có thể để xa thì vẫn bắt được cái tiếng mic. Và cái bộ dàn cao kê này thì anh để ở cái cửa hàng của anh. Và cái sản phẩm cuối cùng trong bộ dàn cao kê này đó là một chiếc súp điện Teleotic TD12+, một phiên bản mới nhất của hãng Teleotic, Bass 30, các bác nhé, Bass 30. Và cục súp này bác đang để trong góc. Và cái cấu hình này anh ý đã để ở không gian anh vừa bán hàng vừa trải nghiệm chất âm. Và trước đây anh đã chơi âm ly cũng như là một số các cái dòng loa, và ngày hôm nay anh đã nâng cấp cả bộ dàn này. Và sau đây thì sẽ mời các bác đến với các cái phần test để cùng cảm nhận chất âm của bộ dàn gần 20 triệu này. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày, làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bầy. Đời đau nhớ khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta ngay đã rời ta. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đầu đêm mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Hơn 2 4 năm sau, 1 2 3 4 5 sau, 1 2 3 4 5 sau, 7 9 10, 1 1 2 1 1 2. Thank you.
đông điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng, nhìn về thắm thắm đó, yêu em chẳng chân đắng 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 đó. Sao đâu này quan tâm cần phải lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biển sai? Ngay cả khi em vui hay buồn, ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến luôn muốn vỡ thương. Anh nghĩ thế nào? Em hãy lên xe lại đi. Thôi em đừng làm lòng anh ta buồn phiền, làm chi dốt dốt chả. Sáng hôm qua còn em đau em về lại đâu? Sao em không nhìn về tương lai? Hình như em là một nét hoa dài, xót xa xa đường với những con hoa hồng. Người còn đau trong cơn thiếu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên anh, đưa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em thiếu luôn, một bộ bê đang sống những nụ cười. Tháng chân gió anh, trong chiều thương em đến. Đưa em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm
Vâng, và sau khi em đã hướng dẫn anh Thành cách sử dụng cái bộ dàn karaoke với mức giá đầu tư rất là vừa phải này và giới thiệu cái bộ dàn karaoke của anh thì sau khi nghiệm thu thì em đã lên đường ra về và em thấy thành phố Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung đang phát triển rất là rực rỡ, giàu đẹp. Và cảm ơn các bác đã xem video của Esmic Audio và bên em sẽ tiếp tục lên kênh những video hữu ích và lắp đặt những bộ dàn karaoke. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.